Hai xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Ô tô Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật hết sức đặc biệt, là một dòng xe của MPV luôn hướng đến gia đình. Nhưng mà dòng xe này có gì đặc biệt và hấp dẫn như thế nào thì bạn sẽ xem video, bạn sẽ biết. Đó là dòng xe hết sức đặc biệt và được độ hết sức sang trọng. Hôm nay chúng ta được tình cờ được gặp anh Thái đây, là chủ đổ xe mà chúng ta, chiếc xe đang đứng phía sau mình đang sở hữu một cái dáng dốc hết sức là quyến rũ, và đặc biệt là bên trong nội thất là duy nhất và đặc biệt, chỉ có tại Việt Nam duy nhất một chiếc thôi. Và chiếc đó đặc biệt như thế nào thì các bạn sẽ xem anh Thái để chia sẻ cho chúng ta chút xíu thông tin về chiếc Boxer Traveler, một chút xíu thông tin về chiếc Boxer này. Thái, anh có thể cho em biết một chút xíu thông tin về anh để cho các bạn ở trên Ô tô Sài Gòn được biết không? Dạ, mình tên là Thái, anh em trong hội xe hay còn gọi là Tám Mày Nệm. Tại vì mình là người thế hệ thứ ba trong gia đình theo cái nghiệp này. Mình là người thiết kế và thi công cái dòng xe Pro Traveler này. Dạ. Xin giới thiệu với anh em một số cái option gắn thêm cho xe. Anh có thể chia sẻ cho bên Ô tô Sài Gòn tụi em biết là trên chiếc xe này anh đã nâng cấp một chút xíu chi tiết nhẹ về nội thất như thế nào mà khiến cho nó độc lạ và duy nhất ở Việt Nam như vậy? Thì cái dòng này á, ở Việt Nam mình á, là được gọi là mới bắt đầu chơi. Nhưng mà dòng này có tên gọi là dòng Pullman, được các bạn ở nước ngoài chơi rất là nhiều rồi. Thành ra bên Tám Mày Nệm mới thiết kế và thi công trực tiếp trên chiếc Pro này. Nội thất được cải tạo theo đúng dáng dấp của dòng limousine, có vách ngăn, có tivi, có wifi, ghế thì đầy đủ tính năng xông hơi, làm mát ghế, có massage, có nâng chân, có ngã lưng chỉnh điện đó. Thì cái chiếc này mình thiết kế cho một gia đình 4 người, có tài xế lái. Thì hai ghế VIP dành cho chủ nhân chiếc xe, ở phía sau thì dành cho hai bé đó. Thì riêng ngoài cái dòng này mình còn có những cái bản này là bản 7 chỗ. Ngoài ra mình có làm bản 4 chỗ dành cho một tài xế chở một chủ xe đó. Thì trên cái ý tưởng của chủ nhân thế nào mà anh đưa ra một cái thiết kế hết sức đẹp mắt như vậy vậy anh Đông? Mình lấy ý kiến thứ nhất là mình xem thử là cái gia đình của chủ xe là bao nhiêu người sử dụng, rồi họ cần những tính năng gì, phục vụ cho công việc gì, thì nắm được những cái ý kiến của khách hàng á, thì mình tổng kết lại rồi mình đề xuất những cái option để phù hợp cho gia đình sử dụng. Cái xu hướng chơi xe trên những dòng xe MPV này độ lại để cho nội thất cảm giác như sang trọng hơn thì hiện tại thì xu hướng nó có nhiều hay không, và cái lứa tuổi để theo cái xu hướng này thì nó có đa dạng không anh? Hiện giờ mình làm cái xu hướng này chỉ mình thấy khách hàng chủ yếu là những người rất thành đạt. Họ sử dụng một chiếc xe để riêng biệt cho gia đình họ sử dụng, cho những chuyến đi xa, hoặc là những bác là đi có công việc đi nhiều, sử dụng xe nhiều thì cải tạo những dòng xe này để cho nó cái mức tiện dụng nhất cho có thể. Cái chất liệu chính mà để anh sử dụng trên cái dòng xe MPV Traveler này thì là gì anh? Dạ, chất liệu mình sử dụng là chất liệu da bò Italy, do chính bên công ty mình nhập khẩu về. Rồi hàng ghế giữa thì mình nhập một cái cặp ghế của Toyota Alpha về. Vách ngăn TV mình thiết kế thêm để cho nó phù hợp với nhu cầu của khách yêu cầu. Em thấy dàn âm thanh nó cũng hết sức là nổi bật, ngoài ra có một chút xíu đèn nữa, thì không biết là anh có nâng cấp âm thanh và đèn ở trên xe hay không? Thì đèn thì mình trang trí thêm để cho nó nhẹ nhàng, có thể thư giãn được trên xe. Còn âm thanh thì thực chất là mình chỉ gắn thêm một cái súp điện để kích hoạt hết cái công suất của cái dàn âm thanh riêng theo xe thôi, chứ mình không có độ chế thêm. Về phía hành khách bên tài và bên ghế lái thì anh có nâng cấp nhẹ gì hay không? Ghế tài, ghế lái thì mình chỉ may da lại cho nó đồng bộ với cái thiết kế của xe thôi.
Ngoài cái dòng xe Peugeot Traveler này thì anh có còn nâng cấp trên những cái dòng xe nào hay không, và những cái dòng xe 7 chỗ nữa, những xe phân khúc thấp hơn tí xíu nữa thì có cơ hội nào để nâng cấp lên thành những dòng xe sang không anh? Thì hiện giờ mấy dòng 7 chỗ, cái dòng này có thể gọi là dòng van đó, thì mình thực hiện được trên 3 dòng xe rồi, Pro Traveler, Mercedes V250 và Kia Sedona đó. Thì tiếp tục thời gian tới này cũng mong là trình làng cho các bác là những cái dòng xe khác để chiêm ngưỡng. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong nội thất để chiêm ngưỡng xem cái nội thất có nó sang trọng như thế nào. Về phần cửa thì anh Thái cũng nâng cấp một chút xíu, nó là cửa tự động. Và bước vào bên khoang nội thất thì các bạn có thể thấy là mình bước vào thì bắt đầu nó hết sức sang trọng rồi. Em mời anh Thái vô với em xem. Wow, cái màn hình ở đây rất là to, thì đây là cái màn hình anh gắn thêm ha. Dạ. Cái màn hình này là màn hình 43 inch Smart TV. Các bạn có thể sử dụng được internet trên này luôn. Wow. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể thấy là một số thông tin về màn hình của điều khiển này, là điều khiển gì anh? Dạ, cái này là bộ điều khiển trung tâm. Điều khiển cảm ứng do các tín hiệu về TV. Rồi có, nếu mà xe có lắp thêm màn á, thì nó cũng chỉnh được màn, chỉnh được ánh sáng trong này theo qua cái bộ điều khiển này. Dạ. Các bạn có thể thấy là chúng ta có một vài cái ly rượu ở đây để cho cái không khí của mình ở trên xe nó thoải mái hơn. Rồi ở đây thì chúng ta có hộc để cốc, thì các bạn có thể rất là dễ thấy, và một chút xíu hộc để cốc trên đây nữa. Ngoài ra thì ghế hành khách thì chúng ta có cái đây cũng là một hốc ly, thêm một hốc ly nữa để chúng ta có thể là tận hưởng trên một cái chuyến đi dài. Và theo em biết thì anh Thái có tích hợp luôn cái ghế này, nó có tích hợp luôn cái massage anh ha, đó, chúng ta có thể chỉnh massage. Thì mỗi một hàng ghế thì chúng ta có một cái chức năng massage riêng biệt, thích như thế nào chỉnh như thế đó, thì có 3 chức năng chỉnh chế độ massage. Ngoài ra thì chúng ta có thể có một cái remote đây để chỉnh tất cả hệ thống màu, ambient, viền, cửa, dài, dọc bên đây. Đó, chúng ta có cái hệ thống đây. Rồi đây là hệ thống rèm, rèm cửa che nắng. Đó. Và phía sau đây thì một hàng ghế dành cho 3 người, người trẻ em cũng được, hoặc là người cũng với một chiều cao khoảng 1m65 thì hết sức là thoải mái rồi. Ngồi ở phía sau thì cũng tận hưởng được cái âm thanh và hệ thống giải trí ở phía trước. Về hệ thống âm thanh giải trí thì chỉ có một chút xíu nâng cấp nhẹ thôi. Chính vì vậy thì các bạn có thể ngồi ở đây cùng mình để tận hưởng một chút xíu âm thanh nó, để xem cái nó sang trọng và nó hấp dẫn như thế nào. Khi mình không sử dụng TV thì có thể nó là một cái xe bình thường trở lại. Mình có thể là ngồi đây để mình ngắm cảnh ở phía trước ha. Thì cái không gian phía trước nó cũng không làm choáng cái tầm nhìn của mình, và mình ngồi đây mình có thể rất là thoải mái để mình ngắm cái quang cảnh xung quanh. Nếu mình không thích thì mình có thể là điều chỉnh ở đây để cho cái TV nó bật lên. Khi mà các bạn ngồi chung với mình ngay ở trên cái khoang ghế này thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là hết sức là ông chủ và thương gia. Khi mà mình ngồi trên cái ghế nệm da bò như thế này, một cái ghế da bò nó êm và có thể chịu nâng chân nè. Đấy. Và ngã ra thoải mái luôn. Ngã ra nằm như một chiếc giường. 180 độ luôn đó. Wow. Tức là mình không có ngã nữa, vấn đề là anh Thái này có thể là còn ngã nữa đó. Thì trên một cái chuyến đi dài thì các bạn sẽ rất là thoải mái khi mà có nhiều cái tư thế thư giãn khác nhau. Vấn đề này mình cảm giác như là rất là thích. Khi mà mình đi trên những chuyến đường dài thì mình sẽ không bị nhàm chán, còn có âm thanh giải trí, có rượu và có người bạn đồng hành rất là vui vẻ bên đây, và có thể nhâm nhi một chút xíu đồ nhắm để cho chuyến đi mình hết sức thú vị. Thì em cảm ơn Thái rất là nhiều để chia sẻ cho em một chút xíu thông tin về một cái dòng xe MPV và được độ nâng cấp rất là sang trọng và mang phong cách ông chủ như thế này. Và rất là mong là
một trong một thời gian tới thì có nhiều cái dòng xe để nâng cấp độc lạ hơn nữa, để cho cái dòng xe trên thị trường có nhiều cái sinh động hơn. Một lần nữa cảm ơn Thái. Anh Thái có một lời nào nói đến các diễn đàn ô tô Sài Gòn hay không ạ? À, Thái cũng xin cảm ơn thay mặt anh em 80 nệm, cảm ơn diễn đàn ô tô Sài Gòn chia sẻ những thông tin bổ ích, những cái sản phẩm bên mình để cho các bạn chơi xe được chiêm ngưỡng. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. I've been all around the globe trying to protect your soul.